đội tuyển quốc gia Indonesia và Brunei Darussalam sẽ đối đầu nhau tại vòng loại thứ nhất của FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Hai đội sẽ trải qua hai trận đấu trong tháng 10 này để giành quyền vào vòng loại thứ hai. Trận đấu lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta. Ban đầu, trận đấu này dự kiến diễn ra ở sân vận động Gelora Sriwijaya ở Palembang, nhưng do khu vực này đang bị bao phủ bởi khói bụi của các đám cháy rừng, nên PSSI đã quyết định chuyển trận đấu về Jakarta. Trận đấu gần nhất của đội tuyển Indonesia tại sân vận động Gelora Bung Karno là cuộc đối đầu với các nhà đương kim vô địch thế giới Argentina vào tháng 6 vừa qua. 5 ngày sau đó, hai đội sẽ tái đấu tại sân vận động quốc gia Hassanampul Kia của Brunei vào ngày 17 tháng 10. Đã hơn một năm kể từ lần gần nhất đội tuyển quốc gia Brunei Darussalam thi đấu tại sân vận động này. Sân vận động quốc gia Hassanampul Kia có sức chứa 28.000 khán giả, được khánh thành năm 1983 với kinh phí xây dựng 100 triệu đô la Singapore. Cũng bước vào vòng loại thứ nhất World Cup 2026 trong tháng 10 này là đội tuyển quốc gia Cambodia. Đối thủ của họ là đội tuyển Pakistan. Trận lượt đi diễn ra tại Phnom Penh trên sân vận động Olympic vào ngày 12 tháng 10. Mặc dù Cambodia đã có sân vận động quốc gia mới Morodok Teckel, nhưng các trận đấu gần đây của đội tuyển quốc gia Cambodia vẫn diễn ra trên sân vận động Olympic. Sân bóng 35.000 chỗ này vừa được cải tạo mạnh mẽ cho SEA Games 32 và được đánh giá rất cao về mặt cỏ và các trang thiết bị, nên luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Liên đoàn bóng đá Cambodia. Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân vận động China Sport ở thủ đô Islamabad của Pakistan. Sân bóng này được xây dựng từ những năm 1980 với sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc. Sân vận động China Sport đã trải qua một lần cải tạo vào năm 1989 để phục vụ Đại hội Thể thao Nam Á. Gần đây nhất, sân bóng này cũng đã được cải tạo lại khán đài và sơn lại từ trong ra ngoài. Sức chứa hiện tại của sân vận động China Sport là 48.200 khán giả. Đội tuyển Lào sẽ bắt đầu vòng loại World Cup 2026 trên sân vận động Dasarath Rangasala ở thủ đô Kathmandu của Nepal. Sân vận động này được khởi công xây dựng vào năm 1956 và chính thức khánh thành vào năm 1958. Nó được cải tạo vào năm 1998 để đăng cai Đại hội Thể thao Nam Á 1999. Đến năm 2011, sân được cải tạo một lần nữa để tổ chức AFC Challenge Cup 2012. Là sân vận động lớn nhất của Nepal, nó đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng. Sân vận động Dasarath Rangasala đã bị hư hại do trận động đất vào tháng 4 năm 2015 ở Nepal. Sau trận động đất, sân vận động đã được cải tạo lần thứ 3 và mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 cho Đại hội Thể thao Nam Á. Sức chứa hiện tại của sân vận động Dasarath Rangasala là 15.500 khán giả. Đội tuyển Lào và Nepal sẽ tái đấu vào ngày 17 tháng 10 trên sân vận động quốc gia Lào. Sân bóng 25.000 chỗ này được khánh thành năm 2009 tại thủ đô Viêng Chăn và hiện vẫn là sân vận động lớn nhất tại Lào. Đội tuyển Myanmar sẽ tiếp đón Macau Trung Quốc vào ngày 12 tháng 10 tại Yangon. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Thu Unna. Sân vận động này được khánh thành năm 1985 với sức chứa 32.000 khán giả. Đây được xem là thánh địa của bóng đá Myanmar nhiều năm qua. Trận lượt về của hai đội sẽ diễn ra tại Macau vào ngày 17 tháng 10 trên sân vận động Centro Desportivo Olimpico Estadio. Sân bóng này khánh thành năm 1995. Nó đã trải qua một lần cải tạo để mở rộng sức chứa vào năm 2005. Sức chứa hiện tại của sân vận động Centro Desportivo Olimpico Estadio là 16.272 khán giả. Nó trở thành sân nhà của đội tuyển bóng đá Macau kể từ khi hoàn thành và là địa điểm chính cho các sự kiện thể thao và bóng đá địa phương bao gồm Liga de Elite.
Đội tuyển tiếp theo của khu vực Đông Nam Á ra quân tại vòng loại World Cup 2026 là Singapore. Đối thủ của họ là đội bóng nhỏ bé Guam. Trận lượt đi của hai đội diễn ra vào ngày 12 tháng 10 trên sân vận động quốc gia Singapore ở Kallang. Hoàn thành năm 2014 với sức chứa 55.000 chỗ ngồi và sở hữu nhiều công nghệ hiện đại. Đây là một trong những sân vận động đắt đỏ nhất châu Á. Ngày 17 tháng 10, Singapore sẽ đến làm khách tại Guam, trên sân vận động trung tâm đào tạo quốc gia của Hiệp hội bóng đá Guam. Sân bóng này có sức chứa 5.000 khán giả, sử dụng mặt cỏ nhân tạo và là địa điểm chính cho các sự kiện bóng đá diễn ra trên đảo Guam. Đội tuyển còn lại của khu vực Đông Nam Á ra quân tại vòng loại World Cup 2026 là Timor-Leste. Do không có sân vận động đạt tiêu chuẩn của AFC nên Timor-Leste sẽ thi đấu cả hai trận trên sân của đối thủ Đài Loan Trung Quốc. Sân vận động diễn ra hai cuộc thư hùng này là sân vận động quốc gia Cao Hùng, một trong những sân vận động có thiết kế đẹp và độc đáo nhất thế giới hiện nay. Với kiến trúc hình tròn vành móng ngựa do một kiến trúc sư người Nhật thiết kế, sân vận động này được khởi công xây dựng vào năm 2006 và chính thức khánh thành năm 2009 với sức chứa 40.350 chỗ ngồi và có thể mở rộng lên 55.000 khán giả. Lần đầu tiên trên thế giới, một sân vận động được cung cấp toàn bộ điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời. Toàn bộ công trình được xây dựng bằng thép chắc chắn, kiến trúc uốn lượn với những đường cong rõ ràng, nhìn từ xa giống như mô hình lắp ráp chứ không phải được tạo nên bởi những người thợ xây bình thường. Công trình đồ sộ này có tổng cộng 8.844 tấm lợp năng lượng mặt trời, đủ sức cung cấp điện năng thắp sáng 3.300 bóng đèn cùng hai màn hình cực lớn. Lượng điện năng sản sinh hàng năm khoảng 1,14 triệu kWh. Với Đài Loan, sân vận động quốc gia Cao Hùng còn là công trình kiến trúc thật tuyệt vời đóng góp vào những địa danh du lịch nổi tiếng của vùng lãnh thổ này. Các đội tuyển còn lại của Đông Nam Á không phải thi đấu tại vòng loại World Cup 2026 sẽ có các trận đấu giao hữu tại FIFA Day tháng 10 này. Với đội tuyển quốc gia Malaysia, họ sẽ tham dự giải đấu Merdeka Tournament 2023, giải bóng đá giao hữu truyền thống do Hiệp hội bóng đá Malaysia tổ chức. Tại Merdeka Tournament 2023, Malaysia sẽ có hai trận đấu với Ấn Độ và Palestine hoặc Tajikistan trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil. Đây sẽ là những trận đấu đầu tiên diễn ra trên mặt cỏ mới của sân vận động lớn nhất Đông Nam Á. Mặt sân Bukit Jalil vừa được thay thế mặt cỏ từ cỏ lá gừng sang cỏ Zeon Joycia với kinh phí 2,3 triệu ringgit, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn chất lượng và hấp dẫn của các cầu thủ. Đội tuyển Philippines sẽ có hai trận giao hữu tại Bahrain khi lần lượt đối đầu với đội chủ nhà và Kyrgyzstan. Hiện tại Bahrain vẫn chưa quyết định địa điểm diễn ra hai trận đấu giao hữu này của đội tuyển Philippines. Đội tuyển Thái Lan sẽ có hai trận đấu giao hữu tại châu Âu trong tháng 10 này. Mở đầu bằng chuyến làm khách trên sân vận động Mikhail Meski của Georgia vào ngày 12 tháng 10. Sân vận động này được khởi công xây dựng vào năm 1999 tại thủ đô Tbilisi và chính thức hoàn thành vào năm 2001 với sức chứa 27.223 khán giả, trong đó có 500 chỗ ngồi có mái che. Vào đầu năm 2011, sân vận động Mikhail Meski đã được cho Liên đoàn bóng đá Georgia thuê dài hạn. Tổ chức này bắt đầu cải tạo lại sân vận động. Giai đoạn tái thiết đầu tiên được hoàn thành vào cuối tháng 8 năm 2011. Đến năm 2022, sân vận động này tiếp tục được cải tạo cho giải vô địch U21 châu Âu 2023. Ghế đã được thay thế, màn hình LED được lắp đặt xung quanh thảm cỏ. Công việc cải tạo sân vận động đã hoàn thành vào ngày 21 tháng 5 năm 2023. Trận giao hữu còn lại của đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra tại Estonia vào ngày 17 tháng 10, khi họ chạm trán đội chủ nhà trên sân vận động Ale Cop Arena. Được khởi công xây dựng vào năm 2000 tại thủ đô Tallinn của Estonia, sân bóng này chính thức khánh thành vào ngày 2 tháng 6 năm 2001 với sức chứa ban đầu là 10.000 chỗ ngồi. Kinh phí xây dựng là 131 triệu kruni Estonia.
Vào tháng 9 năm 2016, UEFA đã có thông báo rằng sân vận động Allianz Arena sẽ tổ chức siêu cúp châu Âu 2018. Và để chuẩn bị cho trận đấu, sân vận động này đã được cải tạo để nâng sức chứa lên 14.336 chỗ ngồi như hiện nay. Việt Nam là đội tuyển thi đấu nhiều trận nhất trong khoảng thời gian FIFA đầy tháng 10 này. Những chiến binh sao vàng sẽ có 3 trận đấu với các đối thủ hàng đầu châu Á. Hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại Trung Quốc, khi lần lượt gặp chủ nhà Trung Quốc và Uzbekistan trên sân vận động Trung tâm Thể thao Đại Liên. Sân vận động này nằm trên khu đất có diện tích 135.000 m², diện tích xây dựng 120.000 m² và được khánh thành vào ngày 3 tháng 7 năm 2013. Hình dạng của sân vận động Trung tâm Thể thao Đại Liên là một đường cong thanh lịch, với cấu trúc tương tự như những mối nối ra trên bề mặt của một quả bóng đá. Vật liệu màng ITFE trên bề mặt làm cho sân vận động trở nên mềm mại hơn. Cấu trúc màng này có diện tích 60.000 m². Sự kết hợp giữa màu xanh và trắng, cùng với những thay đổi nhấp nhô như những đợt sóng, thể hiện văn hóa bóng đá Đại Liên và đặc trưng khu vực. Sân vận động Trung tâm Thể thao Đại Liên sử dụng các loại cỏ tự nhiên mùa lạnh nhập khẩu. Sức chứa của sân vận động này là 61.000 khán giả. Sau hai trận đấu tại Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân đến Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10 để đối đầu với đội chủ nhà trên sân vận động World Cup Suwon. Sân vận động này được khởi công xây dựng vào ngày 15 tháng 11 năm 1996 trên khu đất có diện tích 425.000 m² với tổng diện tích sàn 66.595 m². Và chính thức được khánh thành vào ngày 13 tháng 5 năm 2001. Kinh phí xây dựng là 230 triệu đô la Mỹ. Sân bóng này có biệt danh là Big Bird bởi phần mái lớn của sân vận động có hình cánh chim. Mái che hình cánh cao vút của sân vận động World Cup Suwon thể hiện hình ảnh hướng tới tương lai. Dàn thép của mái che lấy cảm hứng từ mái nhà của kiến trúc truyền thống Hàn Quốc. Sức chứa hiện tại của sân vận động World Cup Suwon là 44.031 khán giả.